Prepare to engage. Lần đầu cũng đừng có gặp anh, bị gặp anh lại sấp mặt nữa, em lại cười vào mặt. Nè, nó cứ mới bùa mình rồi. Thấy cú vãi. Ai có nhỏ hơn mình cái? Mình không biết nhìn chị không kịp. Con kén này còn bu vào tay nó chứ chảy. Đâm phát con này xin này. Trời ơi, mấy con kiến này nó cứ phá mình hoài vậy. Slim kìa, éo ra ăn rừng kìa. Tu nản vãi cả. Mẹ nó ra nó ăn con rồng xong rồi thì mạnh nó đã làm cái gì nó đã làm. Có làm sao? Ê, mình thì ăn rồng nó cứ đứng nó đánh ngoài đường. Chán thiệt đi. Thì vậy hình như cái con này nó ghét mình lắm hay sao ấy. Thiệt luôn đấy, con Slim này kiểu như nó ghét mình hay sao ta.
Để nó ăn rồng xong rồi làm gì thì làm. Cái cây cú tôi à? Cái méo gì? Cái gì đâu mà cây. Tức là cái eo gì nhà nó đâu mà sao nó cay mình nhỉ? An ally has been defeated. Yes, I did. An enemy has been defeated. I sentence you. Your tower has been destroyed. Cao tiếng đi, kéo anh nghe đâu. Enemy ultimate. Mình bây giờ nó ăn bùa mình thôi kìa. Giờ con ngu, chuyện máu ít về thôi. Your team has destroyed a tower. I sentence you to death. Mình kêu nó câm mồm, nó câm ngay. Dám hé một cái răng nó liền đó. Cha tí méo nào mà không câm thì được. Nữa nè. Trời, mẹ hết răng mấy con kiến này bây giờ rồi nha. Nhắc lần cuối nha. Ăn tươi nó sống bây giờ anh này. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Ultimate. An enemy has been defeated. Luôn đứng như mình thay mặt rồi. Đây nó đi hổ báo lên. Kinh vậy. Đâu cứ nhà ăn rồi còn ca mà ép nữa. Đó đi. Cú nè. Gì nó cũng ăn cái gì. Đất, đổ theo đất. Mọi người biết con heo đất là con heo gì không? Là cái con heo để chứa tiền đó. Trời ơi, không biết hả? Thiệt là kỳ quá. Đập ra đó, cái con heo mà mình nhớ tiền nào đó, đập ra một cái đó. Là rất là nhiều tiền luôn á, giàu như cái cầu luôn á. Trời ơi, không đủ tầm mấy cây chứ. Fuck you! Trời ơi, pha đấy mà không giết được Van Heo, tôi thấy nó nản ghê luôn, nó tốc biến đi.
cho nó ăn, nó cho nó bật chiêu cuối chơi ấy mà. Mọi người thấy không? Và đấy mình vuốt cái vậy như vậy, còn cái chiêu nội tại của cái chiêu 2 đấy. Ê mà không ăn được van heo, buồn, quá buồn. Trong mà tất này nó ăn hoài trời. Tại cái bù đỏ của mình luôn, con Slim đó để thì cứ cố để ăn mà cực độ như con cờ, như con cá chứ không phải như con kia đâu nha. Nếu mà mình như vậy nó hết tốc biến rồi, lấy méo ở tốc biến, lấy đâu qua tốc biến nữa. Con heo mất tốc biến rồi, lấy đâu ra tốc biến nữa mà đánh. Chị lúc nãy mình chừng chị con qua đấy mất rồi. Thấy không? Mình kêu con Manlock câm mồm là nó im luôn. Tại vì mình chất tát, cắt chát. Cầm một lần nó cầm mà. Ý kiến gì? Mình tắt chát tình đâu, nó chát mình đâu có đọc được. Chát hay lắm.